Võ Thần Chúa Tể chương năm 5837, quá thất vọng rồi. Giờ khắc này âm lãnh khí tức tử vong tràn ngập bao phủ giống như từ U Minh chảy xuôi mà ra tỉnh Mịch Trường Hạ, trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ Nam Nguyên Thành. Nhiều thi hài cường giả như vậy. Những thứ này tự hồ cũng là ta Nam Nguyên Thành qua nhiều năm như vậy mất tích vô số người tu hành, còn có những thứ này kỷ nguyên tới vô số bị tả cốt và hắc ám thế lực diệt tộc thế lực tộc nhân, vậy mà toàn bộ đều chết ở phủ thành chủ tại sao lại như vậy? Có cường giả nhìn thấy bên trong rậm rạp chằng chịt thi hài, không khỏi hít một hơi lãnh khí, từng cái sắc mặt trắng bệt, toàn thân hiện lên chằng chịt da gà. Thật sự là trước mắt những người kia tử trạng quá thê thảm, xem như nam vũ trụ hải cấp đại đế cường giả, bọn hắn tình cảnh gì không biết đến, cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô, một cái đại đế cuộc khởi tất nhiên là đạp từng đống thi cốt cạnh tranh bên trong đánh bại vô số cùng thời đại cường giả mới có thể cuộc khởi. Trong nháy mắt hủy diệt một khỏa sinh mệnh tinh cầu đó cũng là chuyện bình thường. Nhưng trước mắt tràn cảnh vẫn là để bọn hắn tê cả da đầu hải hùng khiếp vía. Bởi vì bên trong thế giới nhỏ kia chết đi người tu hành đều tử vong dưới dạng bị đóng đinh tại từng cây màu đen thạch đinh phía trên, hoặc lột da hoặc trút gân hoặc móc mắt hoặc xuyên tim, mỗi trước khi chết đều từng gặp hành hạ to lớn. Nếu vẽn vẹn những thứ này ngược lại cũng thôi, chỉ thấy phương kia hư không bên trong tiểu thế giới càng là có từng cây đen như mực sợi tơ lơ lửng, xuyên thủng vô số oan hồn, cái kia tản mát đi ra ngoài khí tức âm lãnh, giống như 18 tầng luyện ngục đồng dạng, để cho người ta không rét mà run, rùng mình sợ hãi. Mặt vân cổ huyệt ngươi có thể nói cho ta, đây đều là cái gì không? Tần trần lạnh nhạt nhìn xem trước mắt mặt vân cổ huyệt, ánh mắt bên trong toát ra thần tình lạnh như băng. Từ lần thứ nhất nhìn thấy mặt vân cổ huyệt thời điểm, hắn liền cảm nhận được trên người đối phương nồng nặc tội nghiệp chi lực, cái kia nồng đậm tội nghiệp sức mạnh càng là xa xa bao trùm ở bên trên tả cốt hội trưởng. Nhiều năm như vậy, Nam Nguyên Thành cùng với Nam Nguyên Thành xung quanh tiêu thất hoặc bị diệt sát vô số thế lực, kỳ thực đều là ngươi hát vân thế gia trong bóng tối hạ lệnh, giống như cái kia khô lâu hội cũng là các ngươi phủ thành chủ trong bóng tối nâng đỡ. Mục đích chính là vì có thể liên tục không ngừng cướp giật đến những sinh linh đang sống sờ sờ để tạo điều kiện cho các ngươi ngược sát. Hắc Vân Thế Gia càng là dạng này một cái gia tộc. Trước kia cái này Hắc Vân Thế Gia tại minh giới xâm lấn thời điểm, từng cứu vớt chúng ta nam vũ trụ hải rất nhiều thế lực, cho nên mới sẽ được đề cử trở thành trung lập thành trì nam nguyên thành chủ nhân, nhưng sau lưng bọn hắn vì sao muốn làm ra chuyện như vậy? Nam Nguyên thành vô số thế lực những người tu hành đều rung rẩy. Trong bọn họ rất nhiều người sở dĩ cả tộc di chuyển đi tới Nam Nguyên thành lá rụng nở hoa, cũng là bởi vì bên trong năm nguyên thành lập thành trì địa vị tại dạng này một thế lực bên trong không cần mỗi ngày lo lắng sẽ bị thế lực khác chiếm đoạt cũng có thể có một chỗ nghĩ lại chi địa nhưng bây giờ bọn hắn run rẩy nếu như tần trần nói là thật như vậy tại như thế một cái ma đầu dưới ánh mắt bọn hắn sớm muộn đều biết biến thành vật phẩm trong mâm trở thành bên trong thế giới nhỏ kia một thành viên bởi vì tại bên trong thế giới nhỏ kia Bọn hắn thấy được vô số đã từng là năm nguyên thành cổ lão thế lực cường giả cùng tộc nhân, cái này một số người hoặc là chết ở trong đối ngoại lịch luyện hoặc là mất tích hoặc là tại một chút thế lực lớn hủy diệt trong xung đột diệt vong. Nhưng hôm nay càng là toàn bộ đều xuất hiện ở phủ thành chủ hạch tâm chi địa cái này một mảnh quỷ dị bên trong tiểu thế giới. Khó trách khó trách bên trong năm nguyên thành chưa từng có những thế lực lớn sinh sôi vượt qua đại kỷ nguyên bởi vì những thế lực này tại triệt để trưởng thành phía trước cũng đã bị hắc vân thế gia tiêu diệt. Nam Nguyên thành rất nhiều thế lực người tu hành, toàn bộ cũng không khỏi run rẩy mở miệng, thậm chí ngay cả vạn cổ các chủ sở Nguyệt Ly cùng thiên ngoại lâu lâu chủ quả tính bọn người cũng đều kinh hãi không thôi. Nếu không phải bọn hắn là đến từ vũ trụ hải đỉnh cấp thế lực lớn, lấy thực lực của bọn hắn sợ là vô cùng có khả năng cũng bị cái này hắc vân thế gia theo dõi. Ai? tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ phía dưới, mặt vân cổ huyệt đột nhiên thở dài một tiếng, hắn cái kia bị sát ý hắc hà trói buộc chặt còng xuống cơ thể, đột nhiên từng đoạn từng đoạn nâng lên, kèm theo hắn còng xuống thân thể nâng lên, một đạo đáng sợ sinh mệnh khí tức từ trong thân thể của hắn cùng bạo bao phủ mà ra. Oanh Nguyên bản tuổi già sức yếu tóc bạc trắng mặt vân cổ huyệt trên người sinh mệnh khí tức càng là ngày càng mạnh mẽ, nhăn nheo làn da cũng trong nháy mắt tràn đầy mượt mà cùng bóng loáng nào còn có nửa điểm bản thân bị trọng thương, sắp sửa xuống hố bộ dáng. Lão tổ, ngươi. Mặt vân khước đám người phủ thành chủ cường giả, từng cái khó có thể tin nhìn xem mặt vân cổ huyệt, mặc dù những năm này bọn hắn một mực tại lão tổ dưới mệnh lệnh, chuyển vận cường giả cho lão tổ nhưng tuyệt đối không ngờ rằng lão tổ vậy mà hồng nhuận như thế, sinh mệnh khí tức vậy mà cường thịnh như vậy. Lão Phu thì ra chỉ là nghĩ tại cái này Nam Nguyên Thành từng chút một ngủ đông tiếp, không muốn lẫn vào cái này Nam Vũ Trụ Hải phân tranh an tâm làm một cái khổ tu giả. Nhưng ngươi lại nhất định phải đánh vỡ Lão Phu yên tĩnh hủy đi Lão Phu dựa vào sinh tồn hết thảy. Mặt vân cổ huyệt cơ thể một chút thẳng tắp, nguyên bản trói buộc chặt sát ý của hắn hắc hà, càng là bị hắn một chút chống ra, ánh mắt của hắn âm u lạnh lẽo mà lạnh mạc nhìn xem tần trần. Vì cái gì? Oanh! rít lên một tiếng chỉ thấy cái kia vô số khí tức tử vong từ trong phủ thành chủ cấp tốc di động mà đến trong nháy mắt tràn vào đến mặt vân cổ huyệt trong thân thể trên người hắn khí tức càng là trong khoảnh khắc khôi phục được trạng thái đỉnh phong hơn nữa còn tài tăng lên điên cuồng là ngươi đang ép ta ta vốn chỉ muốn từ từ thôn phệ hết cái này tòa thành trì sinh mệnh thành tựu vô thường sự nghiệp to lớn nhưng ngươi lại ép lão phu khoa mạc đa thú nhất tộc đỉnh phong đại đế cường giả thì tính sao cho là liền có thể tại lão phu thành trì dương oai sao làm càng sao oanh tại mặt vân cổ huyệt gào thét trong nháy mắt trong thân thể của hắn một đạo băng lãnh minh giới khí tức đồng dạng bộc phát ra ầm ầm vô số u minh khí tức khuấy động cái này một cổ u minh khí tức so với lúc trước tây vũ đại thánh thả ra u minh khí tức còn kinh khủng hơn bên trên một lần những thứ này u minh khí tức trong nháy mắt dung nhập mặt vân cổ huyệt trong thân thể kết hợp hắn ngay từ đầu khí tức tử vong, đem tu vi của hắn trong nháy mắt đẩy thăng tới nửa bước thần đế cảnh giới. A. À, gầm lên giận dữ gào thét, mơ hồ thần đế khí tức lan tràn ra, trực tiếp đem tầng trần phóng thích ra sát ý hắc hạ đánh tan tới, liền tây vũ đại thánh đều hải nhiên nhìn xem mặt vân cổ huyệt con mắt lộ vẻ không thể tin được. Bởi vì giờ khắc này mặt vân cổ huyệt khí tức trên thân, lại vẫn muốn bao trùm ở trên hắn, so với hắn nửa bước thần đế khí tức cường hãn đâu chỉ mấy lần. Loại kia mượt mà dung hợp cảm giác là đem cổ này minh giới u minh khí tức triệt để trưởng khống dung hợp mới có thể hình thành. Bằng không thì đâu. Mặt vân cổ huyệt cười nhạo nhìn xem tay vũ đại thánh, trước kia người ta âm thầm thiết kế cùng lấy được cái này một phần cơ duyên, nhưng qua nhiều năm như vậy thân là hắc long hội nhị đương gia ngươi thế mà vẻn vẹn đơn giản đi dung hợp những thứ này minh giới bản nguyên, mà không có chân chính lĩnh ngộ chân lý trong đó thật quá lãng phí. Nào giống ta, ha 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 mặt vân cổ huyệt âm khí đập vào mặt, giết nhiều người như vậy, ta hàng đêm trong chơi tại cái này vô số oan hồn trong thế giới, chính là muốn triệt để biết rõ cái gì là tử vong, cái này minh giới u minh bản nguyên bản chất là cái gì. Bởi vì chỉ có như vậy ta mới có thể chân chính dựa vào cái này bước vào trong truyền thuyết thần đế cảnh giới, trở thành cái này nam vũ trụ cự đầu một trong, mà không còn là bị giẫm ở dưới chân như sâu kiến. Mặt vân cổ huyệt ánh mắt xanh biếc nhìn xem bên trong Nam Nguyên Thành tất cả dân chúng sinh linh, cái này một tòa Nam Nguyên Thành, chính là lão phu trại chăn nuôi, là lão phu nhận được vô số tử vong chi lực, đến lúc đó có thể chân chính đăng đỉnh thần đế cảnh giới. Hu hu! Kèm theo mặt vân cổ huyệt tiếng nói rơi xuống, vô số quỷ khóc thần hào âm thanh vang lên, toàn bộ bên trong Nam Nguyên Thành không hiểu có từng đạo âm phủ khí tức khuấy động, từ cả tòa thành trì vô số xó xỉnh thẩm thấu mà ra, cuốn quanh hướng toàn bộ Nam Nguyên thành vô số dân chúng. Tại cái này từng đạo khí tức âm lãnh phía dưới, Nam Nguyên thành vô số người tu hành trong lòng nắm chặt, thật giống như bị tử thần tập trung vào đồng dạng, hô hấp trở nên vô cùng khó khăn. Lão Tổ, chúng ta. Mặt vân khước, hát vân tiêu bọn người hoảng sợ nhìn mình nhục thân một chút hư thối, ánh mắt tuyệt vọng nhìn mình Lão Tổ, Lão Tổ cứu ta. Cứu các ngươi mặt vân cổ huyệt nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn các ngươi chính là ta mặt vân cổ huyệt hậu đại nơi trở về của các ngươi chính là trở thành ta mặt vân cổ huyệt đột phá thần đế chất dinh dưỡng đây là các ngươi số mệnh cũng là vinh hạnh của các ngươi các ngươi yên tâm lão tổ ta sẽ dẫn lấy ý chí của các ngươi tiếp tục sống sót khai chi tán diệp sáng tạo ra một cái càng cường đại hơn gia tộc không mặt vân khước bọn người ánh mắt tuyệt vọng giữa tiếng kêu gào thê thảm hôi phi yên diệt hóa thành khí tức tử vong dung nhập mặt vân cổ huyệt thể nội. Hoa Vô số máy móc thành lũy đã mất đi trưởng khống giả, không còn nở rộ đáng sợ thần huy lơ lửng giữa không trung ảm đạm vô quan. Mà mặt vân cổ huyệt khí tức trên thân lại là lại tăng lên một tia. Thật là thoải mái ai chờ lão phu ta triệt để thôn phệ các ngươi, hẳn là có thể bước vào thần đế cảnh giới. Mặt vân cổ huyệt ánh mắt lửa nóng nhìn xem năm nguyên thành vô số người tu hành cùng tầng trần, tác la da bọn người, khóe miệng có giữ tận cùng điên cuồng. Chết! Một đạo đáng sợ nửa bước thần đế chi lực từ trong cơ thể hắn bộc phát, hóa thành vô tận khí tức âm lãnh, muốn đem toàn bộ nam nguyên thành dân chúng cho hiến tế chém giết. Ân! Ừ. Nhưng mà sau một khắc, mặt vân cổ huyệt biến sắc, bởi vì lúc trước còn bị hắn dễ dàng đánh tan sát ý hắc hà, bây giờ càng là không nhúc nhích tí nào, lực lượng của hắn căn bản là không có cách diệt sát những thứ này sát ý hắc hạ bao trùm lên những sinh linh kia. Sở Nguyệt Ly, quả tính mấy người cũng kinh dị phát hiện, trên người mình khí tức âm lãnh càng là đang chậm rãi tiêu tan. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Tần Trần lạnh lùng nhìn xem mặt vân cổ huyệt, lắc đầu một mặt thất lạc, quá làm cho bạn thiếu thất vọng. Bạn đang nghe truyện tại Tán Tu, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.